Xin kính chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, Thắng xin được cập nhật thời gian xử lý hồ sơ tại Sở Di trú Mỹ USCIS được cập nhật đến ngày 20 tháng 11 năm 2020. Qua lịch cập nhật này, chúng ta sẽ biết được thời gian giải quyết hàng tuần cho các đơn nộp I-130, I-751, I-485, I-90 và I-129F. Trước khi đi vào video, cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Thắng và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những video của Thắng hoàn toàn miễn phí. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ký hiệu các mẫu đơn I-129F, đơn bảo lãnh hôn phu, hôn thê, I-130, đơn bảo lãnh thân nhân, I-485, đơn xin đăng ký thường trú nhân hoặc thay đổi tình trạng, I-751, đơn xin đổi thẻ xanh từ 2 năm thành 10 năm, I-90, đơn xin thay thẻ thường trú nhân. Ký hiệu các trung tâm dịch vụ của Sở Di trú: Trung tâm dịch vụ California, ký hiệu WAC, Trung tâm dịch vụ NEOSK, ký hiệu LIN, Trung tâm dịch vụ Photomat, ký hiệu Y dài SC, Trung tâm dịch vụ Taxet, ký hiệu SLC, Trung tâm dịch vụ Vermin, ký hiệu EAC, IOE. Nếu cô chú anh chị và các bạn nộp qua mạng Internet, có thể trung tâm Taxet, trung tâm Cali, trung tâm Neleka, trung tâm Vermin, xem cuối thư I-797C sẽ có tên của trung tâm xử lý. Ví dụ, hồ sơ có Receipt Number EAC, có nghĩa hồ sơ này sẽ được xử lý tại trung tâm Vermin của Sở Di trú Mỹ. Receipt Day, ngày biên nhận, Receipt Number, số biên nhận. Sau đây, bản cập nhật những đơn nộp mà cô chú anh chị và các bạn đã nộp. Bản này được Thắng cập nhật đến ngày 20 tháng 11 năm 2020. Trong bản này, những ngày được in đậm màu đỏ, có nghĩa nếu đến ngày này hồ sơ của mọi người chưa được giải quyết, hãy gọi ngay cho Sở Di trú. Đơn I-129F tại trung tâm Cali, diện K1, K2, K3, K4 từ 6,5 đến 8 tháng, ngày cần gọi ngày 22 tháng 3 năm 2020. Tại trung tâm Neleka, diện K3, K4 từ 7,5 đến 9,5 tháng, ngày cần gọi ngày 7 tháng 2 năm 2020. Tại trung tâm Photomat, diện K3, K4 từ 5,5 đến 7,5 tháng, ngày cần gọi ngày 15 tháng 4 năm 2020. Tại trung tâm Texas, diện K3, K4 từ 6 đến 8 tháng, ngày cần gọi ngày 29 tháng 3 năm 2020. Tại trung tâm Vermin, diện K1, K2 từ 18.5 đến 24 tháng, ngày cần gọi ngày 23 tháng 11 năm 2018. Đơn I-485 tại trung tâm Cali từ 11.5 đến 26.5 tháng, ngày cần gọi ngày 8 tháng 9 năm 2018. Tại trung tâm Neveca từ 6 đến 16 tháng, ngày cần gọi ngày 31 tháng 7 năm 2019. Tại trung tâm Texas từ 18 đến 43.5 tháng, ngày cần gọi ngày 13 tháng 4 năm 2017. Tại trung tâm Vermin từ 19 đến 22 tháng, ngày cần gọi ngày 29 tháng 1 năm 2019. Đơn I-751 tại trung tâm Cali từ 17 đến 23 tháng, ngày cần gọi ngày 22 tháng 12 năm 2018. Tại trung tâm Neleka từ 14 đến 29 tháng, ngày cần gọi ngày 3 tháng 7 2018. Tại trung tâm Photomat từ 16.5 đến 19.5 tháng, ngày cần gọi ngày 9 tháng 4 năm 2019. Tại trung tâm Texas từ 5 đến 19.5 tháng, ngày cần gọi ngày 11 tháng 4 năm 2019. Tại trung tâm Vermin từ 10 đến 16 tháng, ngày cần gọi ngày 31 tháng 7 năm 2019. Đơn I-90 tại trung tâm Photomat, gia hạn 10 năm từ 4,5 đến 8,5 tháng, ngày cần gọi ngày 18 tháng 3 năm 2020, phát hành lần đầu hoặc thay thế, từ 10 đến 18 tháng, ngày cần gọi ngày 26 tháng 5 năm 2019. Ký hiệu các diện hồ sơ: diện F1, con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ, F2A vợ, chồng hoặc con nhỏ dưới 21 tuổi của thường trú nhân, F2B con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân, F3 con đã có gia đình của công dân Mỹ, F4 anh chị em của công dân Mỹ. Ở đây bản cập nhật thời gian giải quyết đơn I-130
được cập nhật đến ngày 20 tháng 11 năm 2020. Trong bản cập nhật này, những ngày được in đậm màu đỏ có nghĩa nếu đến ngày này hồ sơ của cô chú anh chị và các bạn vẫn chưa được giải quyết, hãy gọi ngay cho sở di trú diện F1 tại trung tâm Cali từ 45 đến 58.5 tháng ngày cần gọi ngày 15 tháng 1 năm 2016. Tại trung tâm Nereka 7,5 đến 9,5 tháng ngày cần gọi ngày 20 tháng 2 năm 2020. Tại trung tâm Photomat từ 11 đến 14.5 tháng ngày cần gọi ngày 17 tháng 9 năm 2019. Tại trung tâm Texas từ 7,5 đến 9,5 tháng ngày cần gọi ngày 6 tháng 2 năm 2020. Tại trung tâm Vermont từ 40.5 đến 53 tháng ngày cần gọi ngày 3 tháng 7 năm 2016. Diện F2A tại trung tâm Cali từ 15.5 đến 20 tháng ngày cần gọi ngày 27 tháng 3 năm 2019. Tại trung tâm Nereka từ 7.5 đến 9.5 tháng ngày cần gọi ngày 7 tháng 2 năm 2020. Tại trung tâm Photomat từ 1 tuần đến 7 tháng ngày cần gọi ngày 24 tháng 4 năm 2020. Tại trung tâm Texas từ 1 tuần đến 7 tháng ngày cần gọi ngày 24 tháng 4 năm 2020. Tại trung tâm Vermont từ 13.5 đến 17.5 tháng ngày cần gọi ngày 21 tháng 6 năm 2019. Diện F2B tại trung tâm Cali từ 58 đến 75.5 tháng ngày cần gọi ngày 18 tháng 8 năm 2014. Tại trung tâm Nebraska từ 7,5 đến 9,5 tháng ngày cần gọi ngày 7 tháng 2 năm 2020. Tại trung tâm Photomat từ 1 tuần đến 7 tháng ngày cần gọi ngày 24 tháng 4 năm 2020. Tại trung tâm Texas từ 1 tuần đến 7 tháng ngày cần gọi ngày 24 tháng 4 năm 2020. Tại trung tâm Vermont từ 55 đến 71 tháng ngày cần gọi ngày 26 tháng 9 năm 2014. Diện F3 tại trung tâm Cali từ 98 đến 127.5 tháng ngày cần gọi ngày 21 tháng 4 năm 2010. Tại trung tâm Nereka 7.5 đến 9.5 tháng ngày cần gọi ngày 20 tháng 2 năm 2020. Tại trung tâm Photomat từ 11 đến 14.5 tháng ngày cần gọi ngày 17 tháng 9 năm 2019. Tại trung tâm Texas từ 7.5 đến 9.5 tháng ngày cần gọi ngày 6 tháng 2 năm 2020. Tại trung tâm Vermont từ 64 đến 83 tháng ngày cần gọi ngày 5 tháng 1 năm 2014. Diện F4 tại trung tâm Cali từ 111.5 đến 145 tháng ngày cần gọi ngày 31 tháng 10 năm 2008. Tại trung tâm Nebraska từ 7,5 đến 9,5 tháng ngày cần gọi ngày 20 tháng 2 năm 2020. Tại trung tâm Photomat từ 11 đến 14.5 tháng ngày cần gọi ngày 17 tháng 9 năm 2019. Tại trung tâm Texas từ 7.5 đến 9.5 tháng ngày cần gọi ngày 6 tháng 2 năm 2020. Tại trung tâm Vermont từ 94 đến 122.5 tháng ngày cần gọi ngày 22 tháng 9 năm 2010. Hằng tuần Thắng sẽ cập nhật thời gian xử lý hồ sơ tại Sở Di trú Mỹ USCIS cho tất cả các đơn nộp để cô chú anh chị và các bạn có thể dễ theo dõi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video này của Thắng. Chúc cho mọi người có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp tất cả mọi người trong video kỳ sau. Chào tạm biệt.